Chào quý vị và các bạn đã đến với những tình tiết mới nhất của bộ phim Trạm Cứu Hộ Trái Tim. Trạm Cứu Hộ Trái Tim, nghĩa mùa nhà mới cho An Nhiên, Hà đồng ý ly hôn. Cố nén đau thương, nuốt lưỡi vào mồm, à không, nuốt cục tức vào trong bụng. Ngân Hà hẹn gặp Nghĩa để làm rõ những gì cô chưa hiểu. Ví dụ như từ khi nào anh bắt đầu tiếp cận tôi? Mối quan hệ với An Nhiên là như thế nào? Đế Quân là con của ai? Hương cốc sữa hạt đó anh cho những cái gì vô mà bao năm tôi uống tôi nghiền và tôi không thể có con, liệu có mối quan hệ nào ở đây hay không? Tóm lại có rất nhiều câu hỏi Hà đã đặt ra cho Nghĩa. Nghĩa chứng tỏ mình là một diễn viên chuyên nghiệp chẳng bao giờ quên lời thoại. Nghĩa xứng đáng đoạt giải Oscar, nghĩa mà nhận thứ hai thì không ai dám nhận chủ nhật. Hắn ta trả lời vanh vách không thừa không thiếu một câu. Rồi hắn ta chốt lại ba vấn đề. Một là công ty Lan Hải đã trở thành tài sản riêng của Nghĩa. Điều thứ hai là ông trưởng sắp tù mặt gông có thể là 20 năm. Điều thứ ba đó là thật ra Hà mới chính là người thứ ba still stay chen vào cuộc tình của Nghĩa và Nhiên. Nghĩa lúc này thật là hân hoan hớn hở và hạ hê bởi vì hắn nghĩ Ngân Hà sẽ suy sụp hoàn toàn. Nhưng hắn ta đã lầm tưởng. Một cốc sữa hạt bay thẳng vào mặt hắn. À quên, đó chỉ là cốc trà đá thôi. Hà bây giờ không còn uống sữa hạt nữa. Từ hôm xảy ra chuyện, tuy có thòm thèm sữa hạt nhưng cô chưa được cốc nước nào vào miệng bởi vì Nghĩa chả thèm pha cho cô nữa. Hà vẫn cố gắng bình tĩnh và tuyên bố: từ giờ phút này cuộc chiến mới thực sự bắt đầu. Tôi và bố tôi, còn tuy chỉ còn một chút hơi tàn cũng sẽ khiến cho anh không được tội nguyện đâu. Tôi sẽ khiến cho anh phải trả giá đau đớn nhất. Tôi sẽ đòi lại cả chi lẫn chài. Hà quay người bước đi để lại Nghĩa ấm ức và cay cú như con cú. Cốc nước của Hà làm cho Nghĩa ướt mất mẹ cái bộ áo vest An Nhiên mới mua cho hắn. Chuyển cảnh thì chúng ta sẽ thấy ông Trường, Hà và bà Lan ngồi lại với nhau để nói chuyện. Ông Trường cũng dự đoán trước được tình huống, sau khi ông khỏe thì công an sẽ tới bắt ông và khám xét nhà ông. Ông lấy ra quyển sổ đưa cho bà Lan yêu quý của mình. Lan, em cầm quyển sổ này và đây là danh sách những người mà tôi tin tưởng, những người mối quan hệ tốt với tôi ở trường, ở viện nghiên cứu. Họ sẽ giúp tôi bảo chữa hoặc là giảm không hình phạt cho tôi. Còn với mối quan hệ với nhà nước, chắc phải ra nhờ gia đình nhà bà rồi. Và một dịp biết khác, An Nhiên bây giờ ngang nhiên trở thành chính thất. Vui vẻ, hớn hở. Bằng thân Nghĩa, sau bao lần thương lượng với Hà thì cuối cùng hắn cũng thành công ly hôn với Hà. Ban đầu Hà cũng éo chịu, nhưng vì để cứu ông Trường thì Hà cuối cùng cũng đành phải khuất phục giữa Nghĩa, cũng phải ký vào đơn ly hôn cho hắn để hắn rước An Nhiên về sống vui vẻ với nhau đến đầu bạc răng long. Nghĩa vui vẻ hí hửng nhảy chân sáo về đón An Nhiên về nhà. Nhưng Nhiên đâu phải là đơn giản, không phải loại bò ăn cỏ ở lên ngay lại. Cô ta muốn mua một căn biệt thự thật xịn sò, không bao giờ ở chung ở lại một căn nhà mà Ngân Hà đã từng ở. Thế là Nghĩa địa dắt An Nhiên đi mua một căn biệt thự penthouse mới xịn sò để xây tổ ấm mới với An Nhiên. Diễn biến của bộ phim tiếp theo sẽ như thế nào, chúng ta cùng nhau chờ đón những tình tiết thú vị trong những tập tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.